Khô hết rồi. Đói quá đói. Chịu hết nổi rồi. Trên cái tàu dưới trời. Thôi ông làm chuyện rồi bún. Đói quá đói. Người ta đói không khi nào. Một người đói ít khi nào ta lên tiếng đó. Là phải lên tiếng cho người ta biết mình đói. Tại vì khi đói mình đâu còn sức để mình lên tiếng đâu. À. Còn ông này ông giả đò đói thôi. Chứ còn đói là ta không nói chuyện được đâu. Anh nói hết hơi rồi đó. Ăn mì tôm. Mì tôm với thịt heo quá ta. Bò không thần à, thịt bò. Ngon. 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 Thật nói chung là ngon quá. Dở. Dở sao dở? Liên quan gì dở? Dở lắm. Thật sự luôn. Từ nãy giờ, cái nồi tôm mì tôm nãy giờ tôi ngồi đứng tôi nhìn nãy giờ là 10 phút có đó. Tức kỳ á. Mình ý nói... là thịt bò nhiều không dám ăn, ý là ăn sợ hết. Không phải. Chứ sao? Tại vì nói chung là cái thịt bò này là tôi ăn bữa hổ một lần rồi. Là nói chung là ăn một lần rồi còn đang lần thứ hai nè. Thường thường tôi mua lần hai lần thịt bò ăn. Cứ ăn lần để đó lần ăn nữa. Nhưng mà ngặt chỗ bữa trước tôi ăn là dạng nói nghe nè. Bữa trước tôi ăn xong tôi ra tôi làm rau đúng không? Gọi là cố gắng tôi ăn thôi. Ra làm rau chừng cả 5 phút sau chạy vô nhà. 5 phút sau chạy vô nhà. Bị tiêu chảy. Đâu bò mà ăn mới chưa tôi chảy. Chưa sao? Thế là vợ tôi có cái tật là gọi là hay mua thịt bò gì bắt đầu ướp này gia vị vô để mình ăn cho nó thấm á. Mà nó ướp tôi nghĩ là nó bỏ thay vì miếng bỏ miếng đường đúng không? Bỏ thêm miếng muối sao? Gọi là cho lố tay thôi chứ không phải cố ý cho lố tay. Không phải tại vì tôi bản năng của tôi ít uống nước. Đâm ra là vợ tôi muốn cho tôi ăn mặn thịt mặn để tôi uống nước cho nhiều. Mà thật đấy cái đó hại chết luôn. Đúng rồi. Đó. Thử là bây giờ tôi đói bụng quá đi. Thì anh ăn thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà hay tôi... anh để dành cho em đúng không? Hay là chia đôi cho em đúng không? Không phải, bây giờ đổi đi. Đổi gì? Thì ví dụ như một người mà thịt bò ăn nhiều quá nó dư. Ông có ăn thiếu. Bây giờ ông đổi cho tôi 10 ngàn đi. Một nghĩ cái tô mì này 10 ngàn ông nhắm được không? Được. Nó quá rẻ đâu như nữa. Được. Ông đưa tôi 10 ngàn đi. Được. Tôi đưa tô mì lại cho ông. Được. Tại vì nó thịt nha mặn lắm. Đôi mà. Ông thử miếng này. Rồi. Thử miếng này. Đù. Ngon, ngon. Ông ngon thể hiện đi. Thịt bò mà đem mặn chát sao ăn mà này. Ý nó mặn quá. Nó mặn. Mặn thì ráng tôi nhai tôi nuốt hồi vô kia uống nước chứ mất mới gì. Bị cao huyết áp. Chết. Chết, đúng rồi. Đừng ăn. Đừng ăn. Ê, anh đang lớn tuổi rồi. Anh đừng ăn. Lớn tuổi rồi. Ăn năng này vô rồi. Đừng ăn. Anh đừng có ăn. Ê, mà ông đang bị cao huyết áp nữa mà ăn chết sao? Chết cũng phải ăn. Vậy vậy chứng tỏ là nó ngon. Ê, lắm hả? Nó ngon mà nó mặn thôi. Phải. Bây giờ nha. Bây giờ nha. Tôi không tin ông để tôi thử miếng ngay. Ủa? Đúng không? Biết được vợ tôi bữa tôi nói vợ tôi bắt đầu cái nó làm như thế nào nó không mặn thì sao? Thôi. Trời ăn có tô mì mà ăn thịt bò dữ anh gái. Anh tâm bổ dữ anh gái. Trăm ngàn. Dư chất anh gái. Trăm ngàn ăn hai lần. Mặn lắm. Bây giờ. Ê. Mặn lắm. Bây giờ nha. Thiệt mặn lắm mà. Để lát nữa con kiến rồi na đi ăn chứ sao giờ. Bây giờ nha. Vô anh dạ cho em một chén mắm đi. Hình như bữa nay nhiệt độ nó tăng lắm. Sao kỳ vậy? Nắng nó tăng. Sao? Cái đầu óc ông nó cũng tăng theo. Sao? Chứ đang ăn đồ mặn mà bị dạy nó mắm này sao ăn nữa ông thẳng đi khùng điên gì vừa thôi. Nè. Anh dạ cho em một mắm tỏi ớt. Mắm tỏi ớt đường chanh nhé, rồi là mắm tỏi ớt á, không miếng chanh nữa. À. Nếu anh lỡ anh nấu đồ mặn mà anh không cứu được, gọi là mặn hơn cái sức tưởng tượng của anh thôi, mà hơn một xíu thôi chứ không phải là anh đổ cố tình làm cho mặn chát để anh ăn, thấy chưa? Kiểu mà mặn mà ăn không ngon miệng á. Đúng rồi. Chiên đồ xào hay ba cái đồ mình xào nấu á, nó mặn thì sao mà ăn? Vậy có cách nào để mình chữa cháy? Đúng. Có nhiều người ta sẽ đổ nước ra, người ta xúc đi, người ta chiên lại, làm như vậy thì cũng được á, nhưng mà nó mất chất thôi. Làm vậy cũng được, nhưng mà nó mất chất. Đúng không? Có đó cái thường gặp mà. Thì đúng rồi, nhưng mà ông tôi hỏi ông thịt bò, ví dụ như thịt bò vậy đi. Bây giờ ông đi trụng nước sôi đi, ông đổ nước sôi, ông lấy còn cá bả không ăn gì. Vợ anh lỡ xào mặn bây giờ đưa cho anh ăn, mất công anh lại chửi thì sao? Đúng. Em buộc là phải đổ nước đi, xào khác thôi chứ sao giờ. Đúng. Bây giờ có mẹo rất là hay nè. Khi mà anh lỡ nấu xào đồ mặn hay là nấu đồ mặn á, thì anh giả cho em một miếng nước mắm tỏi ớt chanh đường á. Anh giả đi. Gì vậy? Em nói cho anh nghe. Lát ông ăn nghe chưa? Ừ.
ok chưa? Đó, ok. Khi mọi người lỡ xào mặn, mọi người sẽ giả một miếng nước mắm tỏi ớt ở đây. Mục đích mọi người ăn, mọi người chấm. Nước mắm sẽ có mùi thơm và nó sẽ kìm lại độ mặn cho mọi người rất là hay. Đây là một kinh nghiệm của một người lão làng, người ta chia sẻ. Rồi rồi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn chia sẻ. Ví dụ là anh xào thịt bò với cái gì đó anh lỡ mặn quá. Bây giờ anh đổ nước vô, anh bỏ thì mất hết chết rồi. Đúng, đúng. Làm sao? Thì chúng ta phải giả một miếng mắm tỏi ớt như thế này nè. Khi mà chúng ta ăn á, chúng ta sẽ chấm vô. À đúng không? Ta sẽ chấm miếng vô. Và chúng ăn ta nha, ăn nha, ăn và nha. Chúng ta ăn mặn đó. Không có mặn. Anh đã chấm mắm mà không có mặn. Nó thơm. Có nghĩa là mình ăn cái gì mình cảm giác như mình đánh lạc hướng là ăn cái gì muốn chấm một miếng gì cho nó ngon cái gì. Không có mặn. Em nói thiệt, nó không có mặn đâu. Ví dụ xào, lỡ xào rau, xào bò nó mặn. Đổ ra thì phí. Giả miếng mắm, tỏi ớt với miếng chanh vô. Tại vì trong tỏi ớt này anh có đường và anh cho ít chanh. Chính vì đường và chanh á sẽ giúp kìm hãm cái độ mặn của anh. Khi mà anh chấm vô, chấm một miếng thôi chứ không phải anh kêu anh chấm quá thì không được. Anh chấm bình thường như anh chấm thôi. Này lỡ này chùi đây xíu. Ví dụ nha. Là anh chấm bình thường như anh chấm ăn bình thường thôi. Đúng rồi. Anh bỏ vô. Khi anh bỏ vô là cái mắm nó sẽ vô đầu lưỡi anh trước. Là nước mắm nó sẽ tạo một cảm giác thơm cho anh trước rồi. Cho nên anh ăn anh sẽ cảm thấy cái độ mặn sẽ bị kìm lại. Đủ. Đây là một cái mẹo rất là hay của một người ăn rất là già rồi. Người ta anh chia sẻ rất là hay. Nếu mọi người lỡ nấu một đồ ăn mặn thì giả một miếng mắm tỏi ớt kèm với chanh chấm vô là sẽ kìm mặn rất là hay. Không thử cần thử. Phải đổ nước vô lọc đi mất chết. Đúng rồi. Ok. Thử coi. Đồ. Ê. Vậy chứ cứ bỏ cho ông cái tô này phí. Đúng không? Ừ. Là mình thử đang mặn đúng không? Ừ. Chấm chấm kiểu có vị thôi đúng không? Ừ. Chấm. Đó, khi anh cho vô là anh cho cái mắm của anh vô trước. 100% ai cũng vậy. Là khi vô cái đầu lưỡi anh sẽ tiếp xúc với mắm đầu tiên, đúng không? Đúng. Là nó sẽ tạo cảm giác cho anh là không còn mặn nữa, nó kìm hãm độ mặn rất là hay. Đây là một kinh nghiệm rất là hay của một người rất là lớn tuổi ta chia sẻ. Có nghĩa là khi mình ăn vô bắt đầu cảm giác cái vị mặn mà thơm. Đúng. Cái cộng nước mắm mình pha quá ngon đi. Đúng rồi. Thơm ngon mà mình không còn cảm giác là cái thịt bò nó mặn nữa. Ừ, nó kìm lại, nó hãm lại độ mặn. Đồ. Thiệt mà tôi ăn cảm giác nó khác hẳn liền. Thử miếng nữa nha. Ừ. À, chấm vô chấm kiểu ít thôi. Ừ, chấm như mình chấm mình ăn bình thường mình thôi. À, bỏ vô. Cho vô lưỡi trước á. Ừ. Trước tiên là mình cảm nhận về nước mắm rồi. Đúng rồi. Ngon. Ngon. Tại nước mắm mình đã pha vừa ăn rồi. Đúng rồi. Mình nhai một hồi thì cảm giác cái vị mặn nó vẫn có. Đúng rồi. Nhưng mà nó bị lạc hướng rồi. Đúng rồi. À. Thôi, để được rồi. Đó, ok, đây là một cái mẹo rất là hay kỳ và anh Khải. Cho. Hồi nãy em nhớ anh tính đổ luôn cái tô mì luôn anh Khải. Ủa có hả? Có. Tôi có đổ không? Anh tua lại. Hồi nãy ông cái nhớ cái lần đầu tiên cho ông thử đúng không? Ông nhai cái cục thịt bò ông giục cái phèo ra kia đúng không? Tôi tiếc mặn, ăn không được. Thì tôi tiếc tôi mới lụm lại. Chứng tỏ là ông đâu thèm ăn đâu. Ông thịt bò ông còn nhả giục nó hỏi làm sao mà ông nói được. Cái này chẳng lẽ giờ đưa ông này phun phèo ra kia hết uổng phí. Để đem vô rồi. Ngồi ăn. Ok, em chia sẻ mọi người nha. Nếu mọi người lỡ chiên xào mà nó bị mặn á, mọi người đừng có chụm nước lại. Nó bị mất chất thì mọi người hãy giả một miếng mắm, mọi người kế bên bàn ăn, mọi người chấm ăn nó sẽ kìm lại độ mặn nha. Nhớ đăng ký bật chuông và cảm ơn anh đã chia sẻ một cái video rất hay nha.